Xin chào mọi người đến với Min Tarot, và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là lời nhắn mà vũ trụ muốn gửi đến bạn về cái hành trình tình yêu của các bạn sẽ như thế nào. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, 1, 2, 3. Mình rút rất là nhiều bài để có thể làm rõ được cái thông điệp, cái điều mà vũ trụ muốn nói về cái hành trình tình yêu của các bạn. Có thể nó là thông điệp cho thời điểm hiện tại, nó cũng có thể là lời miêu tả hay là spoil một chút cho các bạn về cái hành trình này của các bạn. Thì nó tùy vào cái nội dung của cái trải bài nhá. Thì mình để một cách thật là free nhất, một cách tự do nhất. Ok, hãy chọn cho mình một lá bài đi. 1, 2, 3. Và mình sẽ làm một video nữa về hành trình, lời nhắn của vũ trụ về hành trình công việc của các bạn, hành trình sự nghiệp công việc của các bạn sau nhá. Ok, chúng ta xem với tình yêu trước. Chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Chào các bạn đến với tụ bài số 1. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và đừng quên like video cho mình nha. Với câu hỏi là lời nhắn từ vũ trụ muốn gửi đến bạn về cái hành trình tình yêu của các bạn như thế nào, thì mình thấy là cái tụ bài này lên thông điệp rất là rõ này. Cái thông điệp đầu tiên mà nó nổi bật nhất ở đây ấy, đấy là mình thấy rằng là hãy biết rằng là tất cả mọi thứ nó xảy ra trong chuyện tình cảm của các bạn ấy, có thể là từ trước đến nay hoặc là ngay cái thời điểm hiện tại này, nó đều là những thứ phải diễn ra. Mình lấy ví dụ, mình chỉ lấy ví dụ thôi. Và mình cũng cảm nhận ở đây là có thể trong quá khứ các bạn đã từng trải qua một cái sự đổ vỡ nào đó rất là kinh khủng, đột ngột nữa. Và nó khiến bạn rơi vào cái trạng thái vô cùng là mệt mỏi, vô cùng là chán nản, rồi là trầm cảm, rồi mất ăn, mất ngủ. Nói chung là các bạn đau buồn, đau khổ lắm. Thế nhưng mà hãy biết rằng là đó là những cái điều mà nó phải diễn ra trên cái cuộc hành trình này của các bạn. Và cái việc mà bạn cần làm ý, đấy chính là làm sạch những cái cảm xúc nó không có tốt cho bạn ở cái thời điểm hiện tại, và hãy tập trung năng lượng của các bạn vào những cái điều tích cực. Và một cái điều nữa tiếp tục theo, điều thứ hai mà mình thấy ở đây nữa, đây là vũ trụ muốn gửi đến bạn, là có thể mình cảm giác rằng trong những cái câu chuyện tình cảm của các bạn ấy có sự tác động từ bên ngoài. Một, có người này có thể là mẹ các bạn, chị của các bạn, đặc biệt là người mẹ nhá, một người phụ nữ khá là lớn tuổi, hoặc nếu như không phải là mẹ bạn thì mẹ của đối phương. Và mình thấy rằng là đại loại là có một ai đó hay là có một cái vấn đề gì đấy nó tác động đến cái mối quan hệ của các bạn, hoặc là các bạn luôn chạy theo một cái lối mòn cũ. Đấy là gì? Các bạn yêu ai nhưng mà các bạn cũng phải hỏi ý kiến người này người kia, bạn nghe người khác phán xét về cái mối quan hệ của các bạn quá nhiều, và người ta dèm pha, người ta có những cái lời nói này kia các thứ ấy. Có thể là các bạn rất là dễ bị lung lay và ảnh hưởng đến cái mối quan hệ này của các bạn. Thì các bạn cần phải xem xét cái điều này. Và có thể thời điểm này nếu như bạn chưa gặp được cái người mà bạn cần phải gặp ấy, hay là bạn đang cảm thấy cô đơn hay cảm thấy một mình các thứ ấy, thì hãy biết rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm để các bạn dành thời gian cho bản thân, các bạn nghỉ ngơi nhiều hơn sau những cái chấn thương, những cái mệt mỏi mà các bạn đã trải qua. Và mình thấy rằng là có những cái cơ hội đó được gửi tới với các bạn. Thế nhưng mà các bạn không có đón nhận, hoặc các bạn cảm thấy thời điểm này chưa phải là thời điểm đón nhận, thì mình thấy cái điều đấy nó cũng hết sức là đúng đắn thôi. Bởi vì nó phụ thuộc với cảm nhận bên trong của các bạn. Hãy yêu khi mà các bạn thực sự sẵn sàng. Và mình thấy ở đây á, đấy là nếu như mà các bạn đã cho đi một cái điều gì đó rồi, ví dụ như là cái tình cảm ấy, thì hãy cho đi bởi vì bạn yêu người đó, bạn thương người đó, bạn cho đi, chứ không phải bạn cho người đó để bạn mong nhận lại một cái điều gì đấy. Và hãy biết rằng là tất cả những thứ mà bạn cho đi ấy, rồi nó sẽ quay trở lại với bạn thôi. Chỉ là nó sẽ quay trở lại dưới cái hình thức như thế nào. Bạn cho đi yêu thương, giống như là bạn đối xử tốt với mọi người đi. Mình chỉ lấy ví dụ thôi, là bạn ra ngoài đường bình thường các bạn ủ rột các thứ, thì mọi người nhìn thấy mọi người đã cảm thấy rất là mệt mỏi, khó chịu rồi, và ảnh hưởng đến tâm trạng người khác rồi. Nhưng nếu như bạn ra đường và nở một cái nụ cười thật là tươi với mọi người này, bạn chào mọi người với một cái hứng khởi lúc nào cũng vui vẻ, thì bạn không chỉ lan tỏa cái năng lượng, bạn không chỉ giữ được cái năng lượng tích cực cho các bạn, mà các bạn còn lan tỏa được đến cho những cái người khác nữa. Và chắc chắn là người khác họ cũng cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh bạn, và họ có thể giúp đỡ bạn trong một số những cái tình huống nào đó chẳng hạn. Hãy biết rằng là
tất cả những thứ mà bạn cho đi rồi nó sẽ quay trở lại với bạn, nhưng mà nó sẽ quay trở lại dưới những cái hình thức nào mà thôi. Và mình thấy ở đây á, a year from now, nếu như mà các bạn chưa có gặp ai được ở trong cái thời điểm này, có thể từ nay đến một năm nữa các bạn sẽ gặp một ai đó, cái người này có thể làm đáp mail, nếu như bạn là nam thì đây có thể là miêu tả chính các bạn nha. Nhưng mình thấy là ở đây có người da đen tóc xoăn này, nhưng mà không nhất thiết phải như cái hình ảnh đáp mail này ở đây nhá. Người này trông khá là khỏe mạnh, khỏe khoắn, có thể họ chơi thể thao khá là giỏi. Phong cách mình cảm thấy là khá là phóng khoáng đấy. Và mình thấy giữa hai bên có khá là nhiều cái passion với nhau, cái đam mê với nhau. Tuy nhiên như mình đã nói, bạn cần phải giải quyết cái vấn đề thực sự bên trong bản thân các bạn. Đó là những cái tổn thương đã cũ, đó là những cái vấn đề đã cũ. Ví dụ như là bạn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái người xung quanh đi tác động lên cái mối quan hệ của các bạn, thì các bạn cần phải xem xét lại ngay cái vấn đề này. Và hãy biết rằng nếu như thời điểm này bạn chưa gặp được người đúng, hay là chưa gặp được cái người mà bạn cần phải gặp á, thì hãy biết là nó chưa phải là cái thời điểm chính xác. Bởi vì bạn vẫn còn từ nay đến một năm nữa, khoảng một năm nữa, có thể là kết thúc năm nay năm sang năm sau chẳng hạn, hoặc là từ nay đến một năm nữa, nó có thể là bất kỳ điều gì. Bởi vì cũng gần hết năm rồi mà, thì các bạn cần phải khắc phục những cái vấn đề của các bạn nữa. Đây chính là cái khoảng thời gian dành cho bạn để bạn nghỉ ngơi, để bạn xem xét bản thân, để các bạn rửa trôi đi những cái cảm xúc giống như cô gái này. Purification có gọi là cái sự thanh lọc, làm sạch những cái cảm xúc của bản thân các bạn, và biết được rằng là mình phải làm gì nó mới thực sự là đúng đắn cho những cái mối quan hệ của bản thân mình. Và mình thấy rằng là bạn hãy thực hiện mọi thứ với cái sự thật bên trong của bản thân bạn. Tức là hãy làm bạn làm điều đó, bạn yêu người đó, bạn thích người đó, hay là bạn chia tay hay là gì, hay tất cả mọi thứ đấy, nó đều phải xuất phát từ cái mong muốn thực sự bên trong bạn, chứ không phải là chịu sự tác động từ bên ngoài. Mình thấy có một cái người phụ nữ nào đó họ tác động đến bạn nhiều lắm, có thể là mẹ bạn, nhiều khả năng là mẹ bạn, mẹ bạn, chị bạn, bà của bạn chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là cái thời điểm này, cái thời điểm lúc trước là có thể là mọi thứ nó không được suôn sẻ với các bạn lắm trong cái chuyện tình cảm. Thì mình thấy rằng là đó là bởi vì nó chưa đúng người, và nó để dạy bạn một cái bài học nào đó. Thì khi mà các bạn đã học được cái bài học rồi thì các bạn sẽ tiếp tục gặp được một cái người mới, và sẽ lại có một cái cuộc hành trình một hành trình mới dành cho các bạn mà thôi. Ok, mình sẽ rút thêm nha. Mình rút khá là nhiều lá bài rồi, nhưng mà mình sẽ rút thêm tarot để làm rõ thêm về cái thông điệp này. Mình thấy là cái thời điểm trước có thể là đã có một ai đó ra đi khỏi cuộc sống của bạn, hoặc là bạn quyết định rời khỏi cuộc sống của ai đó. Nói chung là nó khá là bất ngờ và nó khiến cho bạn cảm thấy khá là sốc và buồn bã. Và một trong những lý do đấy, nó có thể là chịu sự tác động từ bên ngoài vào cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng là đã đến lúc rồi để các bạn nhận ra được cái vấn đề thực sự trong những cái mối quan hệ của bản thân bạn, để bạn có thể khắc phục. Chứ giống như là chúng ta cứ ngã mãi ở một chỗ ấy, thì nó thực sự là cái sai lầm đó nó thực sự là không đáng, đúng không các bạn? Chúng ta chỉ ngã ở đấy ít nhất là 1 đến 2 lần, sau đó chúng ta gì phải đứng lên từ cái vị trí đó, và lần sau chúng ta đi qua chúng ta phải tránh cái chỗ đó ra, ổ gà, ổ vịt, ổ voi đó ra chứ. Và nếu như mà ở cái thời điểm hiện tại ý, các bạn có những cái khó khăn, có những cái gọi là giống như là thiếu đi cái sức mạnh ấy, hay là thiếu đi cái nghị lực để có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nào đó trong chuyện tình cảm ấy, thì hãy biết là bản thân bạn bên trong nội lực sức mạnh của bạn rất là nhiều. Và mình thấy là bạn càng khám phá về bản thân ấy, bạn sẽ càng hiểu ra được rằng là con người của bạn ấy nó thực sự là một cái kho báu rất là tốt đẹp. Nó rất là đẹp. Bạn sẽ trân trọng bản thân của bạn nhiều hơn, và thay vì lắng nghe những cái ý kiến ở bên ngoài thì bạn sẽ tin tưởng hơn vào cái quyết định của bản thân nhá. Đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với số 2. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn nhá. Đừng quên like video cho mình. Với câu hỏi đấy là lời nhắn từ vũ trụ muốn gửi đến bạn về cái hành trình tình yêu của bạn như thế nào, thì mình thấy rằng là cái tụ bài này là như sau. Có thể là cái khoảng thời gian trước ấy,
Các bạn đã bế quan tỏa cảm rồi, đã học được những cái bài học trong chuyện tình cảm rồi, rồi là đã hiểu ra được một số cái quy luật, một số cái vấn đề liên quan đến chuyện tình yêu, rồi là mọi thứ trong cuộc sống các bạn. Thì mình thấy là cái thời điểm tiếp theo chính là cái khoảng thời gian để mà bạn vận dụng, bạn thực hành những cái thứ mà các bạn đã học được đó vào trong cuộc sống của các bạn. Bởi vì mình thấy rằng là chắc chắn thời điểm tiếp theo có thể là các bạn sẽ gặp những cái người, sẽ có những cái cơ hội mới đến với cuộc sống của các bạn trong chuyện tình cảm. Và cái mục đích của những cái người này họ tới đấy là để một lần nữa kiểm tra cho bạn, để một lần nữa phản ánh lại những cái nỗi sợ của các bạn, để kích hoạt bên trong bạn những cái vấn đề còn tồn đọng, còn gì đó để nó trồi lên để các bạn giải quyết nó nốt. Thì mình thấy rằng là nếu như mọi thứ đang bình bình trong cuộc sống các bạn ấy, thì sắp tới nó sẽ có sự thay đổi, những ngọn gió của sự thay đổi sẽ thổi vào trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy có một số bạn sẽ sợ hãi những cái sự thay đổi này, có thể là dưới comment các bạn sẽ comment luôn là ui ui đừng đến thế này những cái thứ. Thì thật ra ấy, cuộc sống chính là một chu kỳ, là những chu kỳ, là những cuộc hành trình giống như cái lá bài này này. Các bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách hay là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống để các bạn có thể học để trưởng thành và lên những cái level mới. Và chỉ có khi nào mà bạn dậm chân tại chỗ, và nếu như mà bạn dậm chân tại chỗ thì sao? Thì có nghĩa là bạn không không còn sống nữa. Bạn chỉ còn là tồn tại thôi. Chính vì thế đừng chối từ những cái thứ nó sẽ diễn ra trong cuộc sống các bạn. Mà cho dù bạn có chối từ thì cũng chẳng được đâu, bởi vì đó là những thứ phải xảy ra rồi. Thì mình thấy rằng là cuộc sống nó chính là những cái chu kỳ, chính vì thế mà nó sẽ luôn có sự thay đổi lên xuống và như vậy á, cái việc mà bạn cần làm ấy, đấy là không phải là chống đối lại cái dòng chảy, mà là hãy để cho mọi thứ nó được thuận theo tự nhiên. Mình cảm giác được ở đây có một số bạn sẽ cảm thấy hơi bị tiêu cực một chút, tức là nghe đến cái việc là sẽ có những cái sự thay đổi diễn ra là các bạn rất là sợ hãi. Các bạn rất là tiêu cực, có thể với một số bạn thì sẽ là nghĩ khá là tiêu cực ở đây. Thế nhưng mà stay optimistic about your life, hãy lạc quan lên về cái đời sống tình cảm của bản thân, về cái hành trình tình yêu của bản thân bạn, cũng như là những thứ sẽ diễn ra ở cái thời điểm tiếp theo. Và đừng có phân tích quan trọng hóa quá nhiều vấn đề rằng là ôi nó lại đến rồi nó lại trigger. Thật ra nếu như mà các bạn ổn rồi ý, sẽ chẳng có gì có thể trigger bạn được đâu. Chỉ là bởi vì những cái tổn thương đó hay những cái vấn đề đó bạn luôn giấu và không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Thường người ta ví dụ như là muốn xem một cái video nào đó về tarot, người ta sẽ chỉ vào hỏi để xem là ôi mình có người yêu không, hay sắp tới người yêu mình như thế nào. Nhưng thực chất cái trải bài đó thường sẽ kèm theo những thông điệp cực kỳ hữu ích cho các bạn để các bạn đối diện với sự thật. Thế nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có một vài người sẽ chỉ nghe cái kết quả là có hay không thôi, còn không quan trọng cái quá trình nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà cái quá trình nó cũng rất là quan trọng, bởi vì có quá trình thì nó mới dẫn đến được cái kết quả đó. Nên là mình cũng mong các bạn hãy đón nhận mọi thứ một cách thật là cởi mở. Và nếu như nó có xảy ra những cái sự phản ánh, những cái sự phản chiếu như là soi gương lẫn nhau á, thì các bạn cũng hãy chấp nhận vào nó, bởi vì nó đang giúp bạn đấy, để giúp bạn tiến lên phía trước, để các bạn nâng cái level của bản thân lên và thành một cái phiên bản mới tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái điều đáng ăn mừng chứ đúng không các bạn? Nói chung là mình thấy là cái thời điểm tiếp theo là sẽ có tình yêu tình báo đến với cuộc sống các bạn đấy. Và đây ít nhất là hai người nha, một người là có thể là khá là lớn tuổi, hoặc nếu không á thì cái vẻ ngoài của họ khá là chững chạc, hoặc nếu không một trường hợp nữa đấy là họ có thể trẻ nhưng mà cái nội tâm, cái tâm hồn, cái tuổi tâm hồn các bạn của họ ấy, thì khá là lớn. Nhưng mà mình thấy là bạn khá là chần chừ mọi thứ và suy nghĩ xem xét quá là nhiều. Ở đây á, khuyên bạn đấy là hãy để cho cái tâm trí của mình nó được tự do hơn và hãy tận hưởng cái cuộc sống này. Hãy biết rằng là cái hành trình này của các bạn, thực ra mọi thứ nó đều rất là đơn giản. Đừng có quá phân tích nó là tại sao lại như thế, vân vân và mây mây. Đi quá vào những cái chi tiết. Giống như là các bạn đặt cái trọng tâm sai chỗ ấy. Các bạn đặt trọng tâm đúng chỗ thì các bạn sẽ nhanh chóng học được bài học. Còn bạn vẫn phải phân tích những cái chi tiết, thế nhưng mà nếu như bạn phân tích sai chỗ thì nó chỉ khiến bạn tốn thêm thời gian thôi. Và mình thấy rằng là sẽ có những cái người khác luôn ở bên cạnh đồng hành giúp đỡ các bạn trên cái cuộc hành trình tình cảm này. Ok, mình sẽ xem thêm một chút. Chứ là mình thấy sắp tới sẽ xuất hiện khá là nhiều cơ hội mới trong chuyện tình cảm này. Cả người trẻ lẫn những cái người mà họ có thể là khá là trưởng thành rồi. Đây, các bạn có soulmate này. Và đây chính là cái thời điểm chuyển giao
giữa những cái cũ và cái mới. Thế cho nên là có thể khá là nhiều thứ sẽ ở bên trong các bạn, nó sẽ trỗi dậy để các bạn xem xét và giải quyết nó. Nếu như mà nó cứ ẩn mãi bên trong các bạn ấy, nó giống như là các bạn tưởng tượng xem, có những cái loại bệnh mà nó không phát ra biểu hiện ấy, chúng ta sẽ không biết được, nhưng mà nó sẽ âm thầm phá hủy cơ thể của chúng ta một cách nào đó mà chúng ta không hề biết được. Thế cho nên là nếu như mà nó có trồi ra, những cái vết thương của các bạn hay những cái vấn đề của các bạn nó có trồi ra, vẫn còn phải cảm ơn nó, bởi vì nó đã xuất hiện, nó đã trồi ra, chứ nó hàng ngày hàng giờ phá hủy bạn mà bạn không hề nhận ra được á. Mình nghĩ đấy mới là cái điều mà kinh khủng nhất, chứ không phải là chúng ta trốn tránh. Và hãy biết rằng là cho dù những cái thứ gì nó đang đến với cuộc sống các bạn ấy, nó là điều tốt, điều xấu, hay là nó, theo mình nghĩ thì nó cũng chẳng xấu đâu, nhưng mà mình thấy là có thể là nó sẽ có những cái sự phản ánh lại bên trong bản thân của các bạn, soi gương phản chiếu ấy. Chắc chắn rồi, một mối quan hệ khi mà các bạn tương tác ấy, không bao giờ có cái chuyện mà ngọt ngào từ đầu đến cuối đâu. Chắc chắn sẽ có cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Bởi vì ngay những người trong gia đình sống cùng với nhau đấy mà còn có những cái mâu thuẫn nữa, là những người xuất phát được nuôi dạy khác nhau, gia đình khác nhau, quan điểm sống khác nhau, chắc chắn là sẽ có xung đột rồi. Thế cho nên là hãy thấy là đây đều là những cái điều bình thường, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên quá. Và mình thấy rằng là cái bài học mà các bạn sẽ nhận được cái thời điểm tiếp theo đấy chính là bài học về sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại, cân bằng giữa công việc với tình yêu với mọi thứ. Đó là cái thông điệp mà mình thấy rõ nhất ở đây. Nói chung là đừng sợ hãi cái gì cả, lạc quan lên. Mình thấy ở đây có một cái sự chùn bước nào đó và một cái cảm giác gì đó các bạn không dám thực hiện, không dám tiến lên, hoặc là rất là ngại cái sự thay đổi. Bất kỳ một cái sự thay đổi gì nó tới các bạn cũng sợ. Nhưng mà nếu như thế thì có đây có phải là cuộc sống không? Hay là chỉ là tồn tại? Trước đây mình có đọc một quyển sách về một chú ong ấy. Nó trăn trở rằng là sống hay là tồn tại? Sống mà cứ hoạt động hàng ngày, tồn tại là gì, là cứ sống hoạt động hàng ngày mà không có cái mục đích gì cả, và nó cứ trăn trở mãi. Cho nên đừng có sợ hãi gì, chúng ta còn được sống, còn được hít thở, còn được có thể làm được những cái điều mà mình yêu thích hàng ngày á, đó cũng đã là một cái điều may mắn rồi, đó cũng đã là một cái điều tốt đẹp rồi, chỉ là thường ngày chúng ta quên mất cái điều đấy thôi. Ok. Đó là tụ bài số 2 nhé, chúng ta đến với số 3. Chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và đừng quên like video cho mình nha. Với câu hỏi đó là lời nhắn mà vũ trụ muốn gửi đến bạn về cái hành trình tình yêu của các bạn như thế nào, thì mình thấy rằng là có thể thời điểm này mọi thứ nó khá là mù mờ trong cái chuyện tình cảm của các bạn. Bạn còn chả biết là mình muốn gì, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có khi là bạn thích cái người này mà cũng không phải là bạn thích cái người này. Tức là sao? Mình thấy rằng là bạn còn chẳng xác định được rằng là mình có thích họ hay không, hay cái chuyện tình cảm của mình muốn một người như thế nào. Đại loại ở đây là mình thấy mọi thứ nó khá là mù mờ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ở đây á, đấy là các bạn vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi một cái chuyện nào đó trong quá khứ, và thi thoảng nó lại quay lại để ám ảnh bạn một chút. Có thể không nhiều đâu, không hẳn là ám ảnh đâu, nhưng mà nó cứ trở đi trở lại trong cuộc sống của các bạn. Nó giống như là một cái kiểu như là bị trái gió trở trời là chân đau nhức ấy. Đấy, kiểu như thế. Hoặc là bị gì đó mà uống rượu vào là cứ bị nhức ấy. Nhưng nếu như mà không uống thì chẳng sao. Đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là thứ nhất, nếu như mà các bạn đang mong muốn là tìm một ai đó, hay là người yêu, người đương gì đấy ở cái thời điểm này, thì nói chung ở đây khuyên các bạn đấy là bạn có thời gian mà, thế cho nên là đừng có vội vàng. Và kể cả khi mà bạn gặp một ai đó, có thể là các bạn cảm thấy bị thu hút đi, cũng đừng quá lao vội nhanh vào cái mối quan hệ đó. Và đừng bởi vì vã mà vơ một ai đó, hay là để lấp chỗ trống, một khoảng trống, hay là để làm một cái gì đấy gọi là lấp cái khoảng trống, lấp cái sự cô đơn bên trong bạn mà bạn vơ một ai đấy, thì ở đây là không nên nhá. Bởi vì bạn có thời gian mà, và bạn có nhiều sự lựa chọn mà. Vì thế mà bạn cần phải, điều đầu tiên mình thấy là các bạn cần phải làm rõ xem bạn muốn cái điều gì trong chuyện tình cảm, bạn muốn như thế nào. Và nó giống kiểu như là đôi khi bạn ngồi thì bạn mong muốn có người yêu,
Đúng không nhở? Thế nhưng mà khi tình yêu gõ cửa thì bạn đóng sập lại bạn khóa đến 7749 lớp khóa cơ. Thì ai mà phá khóa của bạn được, đúng không? Tức là mình cảm thấy rằng ngay chính bản thân bạn nó còn mâu thuẫn lắm. Nó còn có nhiều vấn đề lắm. The moon này, tôi còn rất là nhiều những cái mây mù mù mờ trong cuộc sống của các bạn đây mà các bạn cần phải làm sạch clear, cần phải làm sạch nó đi. Thì mình thấy rằng là với một số trường hợp thì có thể là các bạn cảm thấy, mình cảm thấy có một cái sự chạnh lòng nào đó khi mà bạn so sánh bản thân mình với những cái người xung quanh, có thể là bạn bè đồng trang lứa, cưới chồng cưới vợ hay có người yêu vân vân gì đấy rồi. Thế nhưng mà bạn thì bạn vẫn còn lẻ bóng một mình. Thế nhưng mà hãy biết rằng là mỗi một người lại có một cuộc hành trình riêng, và mỗi một người trong cái gọi là quỹ nợ duyên các thứ ấy là chúng ta phải giải quyết ở những cái kiếp sống này. Thì có thể là họ có hành trình riêng của họ và bạn có hành trình riêng của bạn. Chính vì thế mà đừng so sánh về cái vấn đề này. Điều thứ hai nữa, đấy là mình thấy các bạn cần phải healing, cần phải có một sự healing, chữa lành bản thân mình sau những cái tổn thương nào đó còn ở phía sâu bên trong bạn. Nó, mình thấy là có thể cái một vài cái trên bề mặt ấy, các bạn đã hoàn toàn nhận thức và đã có cái quá trình healing rồi. Tuy nhiên cái phần sâu nhất ở bên trong bản thân của các bạn ấy, cái phần mà có thể là nó tổn thương, khó tìm thấy, khó nhìn thấy nhất ấy, thì các bạn phải đào được nó lên và healing và chữa lành nó. Thì mình thấy ở đây á, khi mà các bạn thực sự sẵn sàng và biết được mình muốn gì ấy, thì cái tình yêu của các bạn nó sẽ tới thôi. Và mình thấy rằng là mọi thứ ở phía trước các bạn ấy nó khá là tốt đẹp, giống như là số phận, risk fortune này, kiểu như giống như là số phận, mọi thứ nó đang rất là tốt, nó sẽ chuyển hướng theo cái hướng tốt đẹp hơn. Và các bạn cũng sẽ có được một cái mối tình, ít nhất là ở thời điểm tiếp theo nhá, là các bạn cũng sẽ có được cái mối tình giống như là như những người khác, là các bạn cũng sẽ lại yêu một người. Và các bạn, và đây không còn là cái sự so sánh nữa, nó không còn là trên cái sự tưởng tượng nữa, mà cuối cùng nó cũng đã trở thành hiện thực. Mình thấy có flirt này, sẽ có ai đó đến và tán tỉnh các bạn. Người này có thể là họ họ có thể là người thuộc cung lửa và tương nhân mã sư tử, cung đất marketing sử nữ. Mình thấy cái người này họ có một cái nền tảng về mặt tài chính tiền bạc rất là mạnh mẽ nhá, rất là vững chắc đấy. Có thể hai người sẽ liên lạc và nói chuyện với nhau thông qua tin nhắn điện thoại nhiều hơn. Nhưng mà đây này, giống như là cái cô gái này, bạn cần phải mở cửa ra đón nắng sớm vào phòng đã. Mình thấy bạn chính là cái kiểu người ngồi một chỗ mà bảo rằng là tình yêu ơi hãy đến với tôi đi. Thế nhưng mà khi mà tình yêu tới thì các bạn chạy mất cả dép. Bạn đúng cả cái kiểu như thế luôn ấy. Thế cho nên là khi mà tình yêu tới, bạn phải mở cửa ra cho nó vào chứ. Bạn phải mở ánh sáng ra cho nó vào chứ. Hoặc nếu như mà các bạn mong muốn là mình có người yêu thì đừng có ở mãi nhà. Có thể là các bạn đi ra ngoài hoạt động thể dục, thể thao gì đó, hay là làm những cái hoạt động gì đấy nó vui vẻ. Tức là các bạn có thể come back ra bên ngoài thì người ta mới có thể biết đến bạn. Còn đâu rất là khó, các bạn cứ trốn ở dưới hầm tối hay là trốn ở trong một cái vỏ bọc nào đó ấy, thì rất là khó để người ta có thể tiếp cận được bạn, là cái thứ nhất. Thứ hai là để họ biết đến bạn. Và mình thấy rằng là có thể cái tình yêu tiếp theo này cũng có thể là do sự giới thiệu mai mối gì đó. Ok, đợi mình. Mình thấy rằng là có thể các bạn giống như là có một cái cuộc sống khá là tĩnh lặng á. Thời điểm hiện tại hoặc là cái thời điểm vừa qua nó khá là tĩnh lặng với các bạn, và các bạn cũng học được khá là nhiều từ nó rồi. Và mình thấy cái người này có thể bạn gặp họ trong một bữa tiệc vui vẻ gì đấy, như là đám cưới, đám xin vui vẻ, hội ngộ, hội họp cái gì đó. Với một số trường hợp thì mình thấy là có thể bạn cũng gặp họ thông qua công việc nữa. Và cái người này mình thấy rằng là họ về cái mặt năng lượng ấy, mình thấy là có thể là họ cao hơn bạn một bậc đấy, một chút đấy. Họ giống kiểu 1-9, 1-10 thì bạn sẽ là 9 và họ sẽ là 10, đại loại vậy. Và mình thấy là khi mà hai người gặp nhau sẽ có cái sự thu hút nhau rất là mạnh mẽ, nhiều cái chemistry. Nhưng mà như mình đã nói, hãy bắt đầu cái mối quan hệ khi mà bạn thực sự sẵn sàng nhá. Cho nên là cũng không phải là vì khi mà các bạn gặp được một ai đó mà cảm thấy giống như là cả
đúng gu các bạn rồi mà các bạn lao như tên bắn vào ấy thì cũng không được, mà kiểu như ngồi ở dưới hầm tối xong rồi gọi tình yêu tới mà tình yêu tới thì lại không đón nhận ấy, cười cũng không được. Ok. Thêm nói chung ấy, cái tụ bài này ấy, đấy chính là bạn cần phải biết là bạn muốn cái gì thì nó mới tới với bạn được. Còn nếu như mà ngay cả bản thân bạn nó còn mập mờ đến như thế ấy, thì mình thấy là cũng khó lắm. Nhưng mà mình thấy có cái những cái cảm xúc bên trong bạn ấy nó bị giấu kín quá và nó chưa được khơi dậy để mà các bạn có thể đối mặt và giải quyết chúng. Có một cái cuộc sống mới, một cái khởi đầu mới đang chờ bạn ở phía trước. Wow. Nói chung là cái tụ bài này thì mình thấy là bạn cũng sẽ gặp được một ai đó đặc biệt ở cái thời điểm tiếp theo. Nhưng mà mình thấy là nó sẽ xuất hiện khi mà bạn sẵn sàng, khi mà bạn rõ với bản thân bạn là bạn muốn cái gì. Chứ không phải là đến để yêu chơi cho vui hay là cho có hay là gì gì đó. Tức là bạn phải xác định một cái gì đấy nó nghiêm túc. Và sẽ có sự tán tỉnh này, qua lại nói chuyện, giao tiếp giữa hai bên. New love, new life và new love. Mình biết rồi, cái tổn thương của các bạn đó liên quan đến gia đình. Và cái người này có thể họ sẽ rất là khác so với những cái gì mà bạn tưởng tượng nhá. Họ không giống với những gì mà bạn tưởng tượng đâu. Ok, đó là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn bạn đã nghe nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.